Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cam GM Hoàng Mai. Tiếp tục ngày hôm nay lại một siêu phẩm to đùng ngã ngửa. Và đây là một siêu phẩm để dành cho những bác dân chơi nào có ý định siêu tầm những dòng 725 Make in USA. Một trong những dòng nhiều nhưng mà đẹp thì cực kỳ quý hiếm, rất ít đếm trên đầu ngón tay những đôi đẹp trên toàn quốc các bác nhá. Thì trước mắt tất cả các bác ơi, ngày hôm nay em Cao lại cập bến đó là về một cặp 725 Make in USA và tép 2451, tép củ to. Và những cái gì hiện hữu ở đôi loa Mỹ này thì tất cả đều là xuất sắc và không có gì mà phải lăn tăn một chút nào nữa khi các bác nào có ý định chơi 725 Make in USA. Xin mời tất cả bác cùng em Cao hãy nhìn tất cả bốn cái bát, các bác nhìn chế độ máy bay từ trên xuống và chắc chắn rằng đẹp xuất sắc và không được khác nhau cho lắm các bác nhá. Đó, các bác hãy nhìn và xuất sắc. Xuất sắc không phải bởi cái mồm, mà đối với em Cao, loa bãi, loa Mỹ, đầu tiên chúng ta phải nói đến nội thất. Ngoại thất thì có xuất sắc hoặc là tuốt tát một tí em cũng cho qua, nhưng mà riêng về nội thất thì các bác phải để ý rằng cái món lòng thủ này cực kỳ quan trọng. Và tất cả những cặp bốn chiếc bát trùng cặp, trùng mã số. Sơ ri thùng thì xin mời tất cả bác cùng em Cao chia sẻ thêm một chút nữa là sơ ri thùng chỉ là ví dụ thôi, còn các bác thích bao nhiêu chả được. Chứ các bác thích sơ ri nào em Cao sẽ in cho sơ ri đó. Cho nên các bác tránh tình trạng đi mua mất tiền cứ sơ ri liền kề. Em ơi đôi này có sơ ri liền kề không? Toàn là liền hết, liền mồm hết chứ chả có liền kề đâu. Cho nên là hiếm lắm, thỉnh thoảng mới được một cặp. Còn tất cả cái nội thất nó hiện hữu ở trong đây này, các cái dấu má hoặc là chi tiết mã sơ ri ở trong bát thì chúng ta còn tạm chấp nhận được. Còn tất cả bên ngoài chúng ta vỏ thùng chúng ta bỏ qua đi, cho các bác đỡ phải mất tiền. Hai đôi này có giống nhau hay không, bốn cái bát nó có trùng nhau giống nhau không, tép trông có sáng sủa đẹp không, chứ còn chúng ta đừng để ý về ngoài và chúng ta chỉ có mất tiền oan thôi. Ok, xin mời tất cả bác cùng em Cao sẽ đi vào chi tiết của sản phẩm. Đầu tiên để các bác nhìn tím ngắt luôn đó, và con nào cũng như thế, chúng ta đi một loạt mặt bát các bác nhá. Đó, và đây là không có giá rẻ các bác nhá, em không có khuyến mại khuyến miếc gì, tại vì làm sao hàng đẹp thì không thể khuyến mại được các bác, cho nên là em không có bán khuyến mại hay này lọ, em cứ bán đúng giá khi nhập về và có lời ít nhiều là em bán. Còn các cái câu đấy cũng chỉ là các cái câu cửa miệng thôi, cho nên là chúng ta muốn đi mua hàng chúng ta lưu ý là không có khuyến mại khuyến miếc gì cả, cái đấy chỉ làm vừa lòng khách thôi, nhưng thật lòng ra thì không có của ngon để khuyến mại cho tất cả các bác đâu. Quá nhớ ai cũng vậy, em cũng vậy mà các bác cũng vậy, đi làm nó phải có công và bán hàng thì phải có lời mới đầu tư, có lời ít lời nhiều em chưa nói đến. Còn câu đấy thì có thể nhiều bác ghét em, nhưng mà nếu như các bác nào va chạm cả em nhiều thì các bác cũng biết được tính cách của em Cao. Đầu tiên keo nhện các bác nhìn thấy rồi, mã số tất cả đầy đủ các bác nhìn thấy không đấy. Và riêng bát Mỹ bao giờ cũng sáng choang, nhôm nó không xỉn như bát Mexico thì chúng ta sẽ quá biết rồi. Và màng này là màng nhẵn rồi thì nó quá dễ để chúng ta nhận rồi, nhện nhiếc là phẳng đét và đây sáng choang luôn. Và độ bóng của cái nhôm Mỹ thì nó khác hẳn các bác nhá. Đấy, chúng ta nhìn thế này chúng ta đủ rồi, chứ chúng ta cũng không phải mã màng mã miếc đâu. Đây nó cũng như vậy thôi các bác nhá. Đó, đẹp xuất sắc luôn, các bác hãy nhìn. Cho nên là cái câu chỉ là nói khéo nhau thôi, chứ còn đi buôn thì nó phải có lời ít hay nhiều. Với cái chất lượng khi mà các bác đặt lòng tin vào anh em để mua những sản phẩm cao tiền này thì đôi khi đôi 3 triệu các bác cũng không quan trọng. Và khi em quay thì nó rất hay có cái ánh hai bên này, như em xoay này để cho các bác nhìn thấy là nó không có cái vệt gì đâu các bác nhá. Và tím ngắt luôn, em khẳng định với các bác rằng tím ngắt luôn. Đó, không một điểm trừ cho cặp loa. Đó, cho nên bác nào nếu như muốn chơi sưu tầm thì có thể alo em Cao, còn nếu mà giá rẻ thì chắc là không có đâu các bác nhá. Cho nên em cũng nói thẳng luôn, tất cả đều đét đẹp luôn. Đây là chúng ta mừng đi mua được đôi loa đẹp,
chứ không phải mừng mua được lô loa rẻ về rồi lại ối rồi ôi. Thế cho nên là các bác hãy để ý. Còn lên kênh thì ai cũng nói hay thôi, lúc nào cũng kêu là đẹp xuất sắc với cả đẹp lọ đẹp trai. Đây các bác hãy nhìn như này là các bác biết được là không bao giờ có cái chuyện mà sai lệch được đó, không bao giờ có cái chuyện sai lệch một chút nào các bác nhá. Đó, đét này đẹp luôn. Em Cao quay cực kỳ chi tiết cho tất cả các bác để các bác hiểu được rằng khi em Cao bán hàng ở chế độ mở đó, cho nên là không phải bác tin em tin bác làm gì cho rất là mệt mỏi đó. Xuất sắc luôn, ok chưa ạ? Đó, đét là đẹp luôn, các bác nhìn này là đủ uy tín luôn, trả lời luôn các bác bằng hình ảnh chứ không phải trả lời bằng mồm hay đẹp ở cái mồm hay khuyến mãi khuyến miếc rồi là gì, không có đâu các bác, ba cái trò mèo đấy không có đâu. Cho nên một lần nữa em Cao khẳng định với tất cả các bác rằng ăn thật, nói thật, làm thật, đây là những cái gì em Cao phô diễn cho tất cả các bác, đẹp xuất sắc luôn nhưng không bao giờ có giá rẻ. Đó, khẳng định với các bác đấy thôi, các bác đến với em Cao các bác có thể mua được đồ thật chứ đồ rẻ thì chắc khó lắm các bác nhá, ok chưa? Chỉ giá phải chăng, nó không đắt. Và đây chúng ta hãy đi theo xem những con tép xuất sắc luôn, bóng lỗn luôn. Đây chúng ta nhìn thấy là uy tín chưa? Đấy, không cần phải nhiều, chúng ta chỉ liếc mắt như này là chúng ta đã biết rồi. Tiếp đó sáng choang luôn, chứ còn đôi khi có thể những anh em người ta nói khéo, nói ngọt, nói vừa vừa tai vừa ý các bác, nhưng thật sự ra miếng format chỉ có trong bẫy chuột thôi các bác nhá. Xuất sắc luôn, không có một vệt xước. Uy tín luôn, và đây như mới cứng luôn các bác nhá. Nói chung là cái dây này bên trong em nói như mới cứng, cứng đét luôn. Đấy, bông như mới, và nếu không còn mùi thơm em Cao đền tiền các bác nhá. Quay chỉ là một phần, em Cao vẫn đứng lên để bao zin bao xịn cho tất cả các bác, sắc nét luôn này, dã man luôn ấy, chứ nó không phải bình thường, mới kinh khủng luôn. Có thể qua ống kính còn không tả hết được cái độ mới cho em nó. Bông thì chặt tấm, tất cả origin hết các bác nhá, ok chưa? Tép này 2451H này, củ tép còn chưa có một vết xước các bác nhá, củ tép chưa có một vết xước luôn. Bác nào quan tâm cái sản phẩm 725 siêu tầm thì hãy liên hệ cả em Cao. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao GBL Hoàng Mai. Sau đây em sẽ ráp lại và quay sơ qua một chút ngoại thất và test hàng. Chờ bác nào quan tâm thì alo em Cao. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ngay sau clip ngoại thất.
rồi, các bác được ngắm ngoại hình của em nó và tình trạng xuất sắc bao sơn zin cạnh góc cạnh vuông đét. Đây là một dòng sản phẩm có thể dành cho bác nào kỹ tính siêu tầm 4 cái bát trùng tất cả tép bát và tình trạng thì thơm sức mùi Mỹ luôn đó, lét là nẹt luôn. Đây là những đôi loa mà phải nói rằng nếu như bác nào kỹ tính mà thích chơi thì quá đáng siêu tầm trong cái sản phẩm SRX725 này. Và bác nào quan tâm thì hãy liên hệ em Cao. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Và đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao JBL Hoàng Mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao 725, cực kỳ đáng chơi các bác nha.